Hai sợ bạn nó quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Hôm nay cũng là tiếp tục test cái bộ 4 Wiza thôi. 4 Wiza nó rất, bây giờ mình cực kỳ thích luôn. Nhưng mà trong cái bản này thì nó có một cái rất là xàm. Rất là xàm luôn, là cái nút bật đội hình lên thì nó nằm chung ngay chỗ này. Nó bị nhỏ quá đó. Bấm nó cứ bị lộn là bấm cái thằng ở trên hoài. Giống cái thằng thứ 8 và thằng C này, đúng không? Mình bấm thế nào cũng trúng nó, không có bấm vô cũng được cái nút đó. Hồi trước làm cái nút dễ bấm vậy, bây giờ làm lại nó dài ra vậy, giờ nó hẹp lại nó hơi bị kỳ. Nhét thêm ba cái nút này dưới đây làm gì? Nhét ba cái nút này vô setting con mẹ nó đi. Người ta muốn bật thì người ta vào đó người ta bật lên. Vào đó người ta bật lên. Rồi bên đây á thì nó lại có thêm hai cái nút nữa. Đó là nó sẽ gọi là đổi vị trí cái bộ cờ của bạn, đổi vị trí hoặc là nó thay đổi tướng dự bị ra bên ngoài luôn. Nếu mà nó cho cái đó là nó sẽ mạnh hơn. Nếu mà máy nó cho nha. Rồi còn bên dưới là cái nút ngay chỗ mà bạn bấm lên, ngay chỗ mà trang bị á, nó có một cái áo giáp á, thì bạn sẽ là bấm vào đó thì nó sẽ thay đổi trang bị vào cho nó phù hợp nhất. Mà mình tin chắc luôn là cái máy này nó theo cái máy nghĩ là tốt nhất thì nó ngu vải đái. Nhưng mà không hiểu sao mình không bỏ tướng vô được ta. Mình không bỏ tướng nhưng mình thua hiệp thứ hai rồi. What the fuck, thua hiệp quái à. Lừa nhau à. Mà bạn biết rồi đó, nó sẽ thay đổi theo kiểu là vải đái lắm. Cho nên là đừng sử dụng hai cái nút này thì quên đi luôn. Và mình cũng khuyên nhà phát hành là cất hai cái nút này vô trong giùm mình. Và cất hai cái nút này gọi là sao vào cái setting. Khi nào người ta thích người ta bật lên cũng được. Hoặc là tắt nó đi đi. Hoặc là tắt nó đi đi. Người ta không có cần. Ok. Để làm nó bị rối các bạn. Làm cho cái màn hình bây giờ nó chật đi rất là nhiều rồi. Nó chật đi rất là nhiều. Đặc biệt là cái nút bên đây. Cái nút mà bật là cái sơm. Cái bộ gọi là thống kê. Cái bật thống kê lên thì nó bị dài ra. Nó nhỏ lại. Lúc nào mình bấm nó cũng vô cái thằng thứ 8 hết. Cái thằng hạng 8 hết. Cực kỳ khó chịu, mình đánh giá đây là một cái gọi là cái nước đi, gọi là đi vào lòng đất của nhà phát hành. Sửa lại có vẻ như cái nút này mình bị rất nhiều lần luôn, mình đã vậy mình còn bấm vô mấy cái nút bên dưới nữa, mới nhục. Vậy mới khổ tôi, nhiều khi cũng chơi game mà cũng khó khăn nữa, cho cái gì đây. Bài ra vậy là mua gì, bài ra vậy thì không mua gì hết, bài ra này thì không mua gì hết, để cái con này vô đép luôn. Bài vậy là mua gì nữa, không có cái gì để mua được hết, không có gì để mua nữa. Cứ chơi thôi, kệ đó bạn. Bài nói chung dạo này thì bộ Wiza cũng đang khá là hot. Nhiều anh em cũng muốn biết là có thể kết hợp thêm nhiều bộ khác nhau hay không. Thì mình xin nói luôn là nó không có thể cách nào kết hợp bộ cả. Nó chỉ xài được một bộ duy nhất ngoài bộ Wiza thôi. Một bộ duy nhất thôi, bất cứ bộ nào cũng vậy. Nhưng mà mình khuyên các bạn hãy nên đi những cái bộ mà khó đạt tới. Khó đạt tới là sao? Gồm những cái bộ giống như là 9 Assassin nè, 9 Mech nè, đó, mấy cái bộ mà nhiều á, 9 Warrior nè, đó, mấy cái bộ mà nhiều á, mà bạn phải lên tới level 9 á, thì bạn nên, nếu mà bạn ra được 3 con Wiza thì bạn nên đi. Như vậy thì nó sẽ rất là ngon. Và bạn có thể có 9 con 9 Warrior với 6 con. 9 Warrior với 6 con trên đội hình nha, và 9 còn 3 con còn lại thì bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì nha. Bất cứ thứ gì để kết hợp với nó. Mà 3 con Warrior đó thì bạn phải chọn những con chí giả nhất. Chí giả nhất để gọi là gánh team. Giống như thể loại là Lancer chẳng hạn, hoặc là theo kiểu như là Berserker, thuyền trưởng hoặc là Doom. Là ngon, mình đánh giá nó ngon. Hoặc là nếu không thì chú quỷ cũng được. Nếu mà chú quỷ mấy con 5 tiền để gánh, và mấy cái kia bạn thêm khống chế vào, thí dụ như Siren nè, và nó còn có thể Siren nè, hoặc là cái gì mà khống chế Tom Saman câm lặng nè. Nhưng mà Tom Saman câm lặng thì nhớ đừng xài Swordman. Đừng xài Workman là cầm lạ là bị mất bộ 9 World. Tăng thêm khống chế hoặc là tăng thêm sát thương diện rộng bởi bơm thôi nha. Dark Spirit, đúng rồi. Cho nên là nó giờ bây giờ nó cho bạn rất là nhiều lựa chọn.
rất là nhiều lựa chọn. Thí dụ giống như bạn thấy đối phương đi, bạn thấy đối phương mà gọi là đi tay dài, đi tay ngắn nhiều quá, mấy cái assassin rồi chẳng hạn, thì bạn có thể đi giống như mình bây giờ kẹp một con water spirit gì kiểu vậy này ha. Water spirit làm gì? Hai con với là con thunder spirit thôi, là bạn có thể kết hợp với lại bộ ba wizard để đẩy nó lên thành bốn spirit. Là nó rất là khỏe luôn, rất là khỏe luôn. Bốn spirit thì mấy thằng mà assassin này thôi cất vô tủ, cất vô tủ không có tính tiền, không có tính tiền. Rồi bây giờ như vậy là đi vô lấy dã thú, sáu dã thú thì dễ thôi, tại vì dã thú nó không có, dã thú thì nó không có khó khó khăn lắm, chủ yếu là con gấu bốn tiền nó có ra hay không thôi. Sáu dã thú thì mình không nên, sáu thú thì mình dễ kiếm, mình nên hướng tới những cái bộ mà nó khó kiếm hơn, gồm những cái bộ mà có con năm tiền, goblin, mấy cái bộ mà phép rồi chẳng hạn mà nó nhiều á, thì bạn cũng nên chơi, nên chơi cái bộ visa này. Bộ visa thì nó nói chung là lợi bất cập hại, nếu mà visa ra sớm thì nó cũng có lợi, nó có lợi, nhưng mà bạn nó có hại là tại sao? Bạn chỉ đi được một bộ đó thôi, là bạn không có khắc tinh, bạn không giống như bạn, ví dụ như bạn đi đội này đội hình ngày thì bạn không có khắc tinh đội hình khác, mà bạn chỉ gọi là dồn hết sức vô tấn công để làm gì, gọi là đè đối thủ bằng tấn công á, mà đè không chết thì bạn chết, tùy. Tùy, cái đó là phải chịu à. Giống như bốn 9m đi, 9m mà ăn một cái tôm Shaman God of War thì thôi. Đi bộ God mà nó có câm lặng nó thì vãi đái đấy, cũng gọi là nhu nhược luôn à. Kiểu giống như là nhu nhược luôn, tại vì 9m mà kết hợp Wiza, giống như hôm qua mình có làm một bộ rồi đó, thì nó nếu mà nó ăn câm lặng thì cũng căng, nhưng mà đặc biệt nếu mà ăn câm lặng thì cũng có thể xài mấy cái trang bị như là trượng mãng xà để gọi là kháng hiệu ứng cũng được, ok, cũng ổn. Cho nên là cũng hơi khó khăn về cái vấn đề đó, cũng hơi khó khăn. Cho nên bạn chỉ chọn được một bộ duy nhất thôi, visa là vậy. Đi visa là bạn chỉ chọn được một bộ duy nhất thôi, cho nên bạn phải chọn được bộ nào nó chí vô, nó chí vô, và giết đối phương là phải giết cho sớm. Đã đi giống như hôm qua mình 9 mét đúng không, là mình phải giết cho sớm, giết hết mấy thằng kia đi, đừng có để cho nó đêm dài lắm mộng, đừng có để cho đêm dài lắm mộng. Trời ơi, cái gì đây, dữ vậy, úp cấp luôn, để thêm con này vô nữa luôn. Có tiền để làm gì bạn, có tiền để làm gì, úp cấp luôn, chơi luôn. Mình đang có chuỗi thắng nữa, mà bây giờ nha, chấm dứt chuỗi thắng của đối phương á, là chấm dứt chuỗi của đối phương á, thì bạn có được thưởng tiền. Đối phương chết đi thì nó để lại tiền cho bạn, di chúc. Bây giờ không chỉ cần di chúc tiền không, quên di chúc đồ không, không, di chúc lại tiền luôn, vậy mới đúng, nghe nó hợp lý. Nhưng mà bạn biết rồi đó, mà hợp lý hay không là bạn phải do máy nó quyết định, máy nó quyết định, nó chia đồ với lại chia tiền, nó không có một cái chút fair play nào, không có chút một fair play nào, mà nó có thể làm mất cân bằng trận đấu rất là nhiều luôn. Khi mà hôm qua mình có một cái dịp là mình cho bạn thấy là thằng đó nó chết, nó để lại 30 tiền cho 7 thằng còn lại và mình được 2 tiền. Thí dụ như chia đều á, mình ít nhất mình cũng phải được 4 tiền đúng không, nhưng mà không, nó cho mình 2 tiền. Có nhiều bạn vô comment là nói là tại vì nó sẽ chia tiền từ cái thằng thấp tới thằng cao đó, thằng mạnh tới thằng yếu đó, thằng yếu tới thằng mạnh, thằng yếu sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng mà như vậy thì không đúng lắm, như vậy thì không đúng lắm, tại vì có nhiều thằng nó đều được 6 tiền chắc nha, 6 tiền như nhau, nhưng mà đồ là cái hạng của nó không có gần nhau, nó không có gần nhau. Và mình nói là cái đó chắc chắn là theo kiểu là random luôn, không có mạnh yếu gì hết á, không có mạnh yếu gì hết đó. Trang bị cũng vậy, bạn thấy không, có trang bị cũng vậy đâu. Mình đang gọi là comeback trở lại, thằng kia rớt 6 món mà mình có được một món, là còn như nó dồn hết cho mấy thằng top, thì cái đó vậy là không fair, rõ ràng cái game này là chia đồ không fair rồi, không có công bằng. Mà cái gì không công bằng thì đáng lẽ người ta phải xem xét lại, tại vì nó không công bằng, nó không tốt rồi. Thay đổi cục diện trận đấu, nó mà tiền gọi là tiền với lại đồ mà nó chảy vào tay cái thằng mà nó đang mạnh nó thì sao giờ, sau sau kháng mình đang gọi là bật dậy đúng không, nó bước một cái nó lên hai món đồ đồ cuối thì thôi out game. Nó bước một cái lên hai món đồ cuối thì out game. Cho nên mình nói rồi, cái game này nó hoàn toàn là có cái yếu tố may mắn nó to vậy đấy. Mà hồi giao trước giống như chơi võ lâm thì còn uống bình may mắn được nha, chứ còn bây giờ cái game này chưa, không có uống bình may mắn được, không có bán cái đó, không có bán cái đó. Hay là giờ thí dụ giống như giờ chơi game theo kiểu giống như là giờ cho bán VIP đi, hoặc là bán bình may mắn ở ngoài đó, uống vô sẽ tăng 20% may mắn. Lúc là cuối mà chia tiền á,
chi tiền sẽ chi cho cái thằng uống bình đó nhiều hơn, vậy đi cho nó dễ. Vô nhìn thằng đó nó có uống bình, à là cái thằng này chút xíu là tiền nó sẽ nhiều, đồ nó sẽ nhiều. Vậy đi cho nó dễ. Vậy đi cho nó dễ chứ con chơi bình bình thường nó khó khăn quá. Bình thường nó khó khăn quá. Có biết được đâu. Mình chót mình cũng chưa chắc gì, mình chót cũng biết chưa biết được là có đội không, nó chạy vào hết mẹ mấy thằng tớp thì thôi ăn cứt cơ. Anh em đang xem để lại cho mình một like nha. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Cảm ơn mọi người. Ok, rồi. Nhưng mà đội hình này cũng không yếu nha. Nhưng mà mình chưa biết đi đội hình gì, nhưng mà mình đang lấy hai con Wiza, quên một con Wiza ở đây rồi. Cái con sao Devoret này thì nó cái skill của nó thì là hồi mana với lại có thể họ rút mana của đối phương hồi cho team mình, và có khả năng những con hồi được hồi mana đó nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu lại, thì nói chung cũng ổn, cũng ổn. Nếu mà gọi là nếu mà lên được cái con Devoret này nó nhiều sao hơn á, cái phần trăm của nó sẽ ngon hơn thì khả năng hồi chiêu của nó cũng mạnh hơn, thì nói chung nó cũng là một vấn đề hên xui nữa, biết đâu nó lại búp cho những con không xài mana thì sao, đúng không? Nhưng mà thường anh em đi bộ này anh em sẽ tập trung, nếu mà mình đánh giá cao cái bộ này thì nó sẽ đi với Wiza, nó sẽ xấu xuyên, xấu xuyên hoặc là 9 mét, hoặc là nếu không thì là xấu Warlock, xấu Warlock hoặc là mấy cái bộ mà gọi là 9 Assassin. 9 Assassin nghe cũng bệnh hoạn. 9 Assassin bây giờ đâu cần gì, 9 Assassin chỉ cần ốc, ốc xịn. Ôi thua rồi, chết rồi. Thua cái thằng gì bản hồi nãy mình mới ăn nó, bây giờ nó mình lại thua nó, mà thua này đau hơn nó, nãy nó thua mình. Thua một phát đau đấy. Ồ, 9 mấy máu còn 82 máu, căng đấy, căng đấy, căng đấy. Ok, không sao. Ngựa chạy đường về mới biết ngựa hay, thằng nào thắng mới là cái thằng vô chứ bạn. Thằng nào thắng mới là thằng vô, nhưng mà mình hay có cái là sao? Mình vô bản test, nhưng mà mình vô cái bản test này là nó thấy không, nó có avatar đồ này kia dữ dằn, avatar này kia dữ dằn chứ không phải là boss. Vậy thì dễ chơi, nó mới cuối game nó mới hay, chơi nó mới ở cuối game nó mới hay, chứ còn mà vô mà chơi mấy cái bạn vô mình nhìn thấy mấy cái gọi là chơi bản test đó thì mới đầu vô nha thì bạn sẽ thấy toàn là cái avatar màu xanh không, nhưng mà bây giờ nó lại đổi rồi. Hay vậy nó mới chơi bình thường. Ở chơi nhiều khi chơi cái bản test mà avatar màu xanh không á thì bạn sẽ bị theo kiểu là lên không có đủ bộ và nó bị dễ quá bạn, nó gì dễ quá, mà dễ quá thì không vui, dễ quá thì không vui, mình phải gọi là mình test bộ luôn, phải gọi là test cái độ chống chịu của nó, phải đi từ dưới lên mới hay, đi từ dưới lên mới hay được luôn. Trời, có hai xuyên, mình thấy có hai xuyên, con God Kid với lại con Sao Ripper nằm đó là mình thấy cũng thích rồi đó nha. Nhưng mà thôi, lấy hai con này đép hiệp 15, thì hai con này đép hiệp 15 là có thể hóa đá đối phương các bạn, mà hóa đá thì mình rất thích luôn rồi đằng khác, rất thích luôn. Giống như hôm qua thì bạn thấy không, 9 mic mà chỉ có con Water Spirit là con quan trọng nhất đội hình, ngoài ông già thì cũng quan trọng đi, nhưng mà 9 mic nó, cái con Water mà hôm qua 3 sao mà đồ nó đến vậy phải không? Nó chỉ cần lướt một cái thôi, bên kia là bấy nhầy luôn, không còn là cái gì gọi là ra hình thù gì luôn, mất màu hết, mất màu hết. Mình là mình khoái chỗ đó, cái con Water là nó nằm ở đó, mà thời gian hồi chiêu nó nhanh nha, thời gian hồi chiêu nó rất nhanh chứ không phải nó chậm đâu, nó rất nhanh mà nhanh như vậy mà nó đã vậy mà nó còn sát thương cao đi. Mà 9 mét thì bạn biết rồi, kháng phép đối phương đâu còn, 150% giảm kháng phép của đối phương 150% nha. Bây giờ 4 Marine bây giờ không có còn là 4 Marine thì nó chỉ có 60% kháng phép thôi, tăng có 60% kháng phép thôi, mà 9 mét nó giảm tới 150, 9 mét nó giảm tới 150 thì bạn thử nghĩ đi, bạn thử nghĩ đi coi nó phải là cơn ác mộng, ác mộng rồi. Bây giờ 6 Marine là vứt đi, nếu mà đã muốn đi 9 mét rồi thì vứt đi, đừng có nói 9 mét, 6 mét thôi, 4 Marine đã không là vấn đề rồi. Đúng là nó có hạn chế sát thương đó, nhưng mà mình có thể tăng thêm sát thương kỹ năng của ông già bằng những cái trang bị nữa thì cũng không biết được. Thật ra thì nó cũng khá là mạnh đấy, thật ra thì cũng khá là mạnh đấy. Mình đánh giá rất cao bộ mét meta mới này. Rõ ràng là nhà phát hành búp mét, búp human lần trước là mình thấy rồi, lên level 11, 12 là bạn thấy nó giảm FP xuống rất nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay nó lại cái bản này thì nó lại tăng cái FP lên.
Giống như level 7 lúc trước là 24 điểm kinh nghiệm không? Bây giờ là 28 nha. Mà 28 thì nó bị lẻ lẻ. À, nó bị lẻ lẻ, mắc cười lắm. Thưa, mắc cười lắm. Xong rồi cái mỗi lên level hiệp thứ 10 bây giờ là 46 điểm kinh nghiệm. À, 46, 48 gì á. Không biết nhớ 46, 48 nhưng mà level 9 lên level 10 là 40 mấy điểm á. 46 hoặc 48 điểm, hồi trước có 40 thôi. À, bây giờ nó là 46 với 48, bây giờ tốn tiền à. Nếu muốn up 10 là phải tốn tiền, cho nên bây giờ thường á là up 10 tốn tiền, biết sao anh em. Họ muốn tăng thêm cái độ khó của cái về cuối game hơn, là họ muốn gọi là đẩy nhanh cái trận đấu nữa. Cái trận đấu này mai mốt nó sẽ nằm tầm khoảng tầm mà 20 mấy tới 30 phút là hết. Tại vì họ muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu mà, cho nên là up cấp nó khó lắm. Up cấp nó khó lắm, cho nên là nó quyết định là đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên. Giết hết mấy thằng kia trước khi mà nó giết bạn luôn. Ghê vậy đó. Không, nhưng mà vậy thì dễ rồi, nhưng mà vậy thì nó dễ chơi nhiều trận được. Bạn nào có ít thời gian thì vô làm hai trận dễ dàng. Trong thời gian mà bạn chỉ hồi trước bạn chỉ chơi được một trận thôi, bây giờ là bạn có thể chơi được hai trận. Nếu mà bạn chết sớm thì bạn có thể chơi được ba trận luôn á chứ. Chết sớm thì bạn cũng chơi được ba trận. Ok, được luôn, hay quá. Win bài xanh thật, bài không có gì nha, bài bình thường rui với lại này kia thôi, nhưng mà nghe ổn. Nhất là con unicorn 3 sao, con unicorn 3 sao thì nó không có được cái gì, chỉ có được cái hồi máu mạnh. Mà mình thì khuỳnh khoái lắm, hồi máu là mình thích lắm luôn á. Ok, nếu mà đưa cho con unicorn thì nó lại hồi máu còn kinh hơn nữa. Nó lại hồi máu còn ghê hơn nữa. Đã nó, hồi máu nó lẹ nữa chứ. Water luôn, rim tất luôn. Rồi, mình trước tiên là mình thấy có 4 spirit đúng không ta? Này 4 spirit không được, cái này thì mình phải lấy mấy con này vô từ từ. Từ từ, chờ xíu. Tại vì bây giờ mình có 3 wizard ở đây rồi. Wizard ra sớm, level 7 thôi. Level 7 này là mình có 4 spirit rồi đó. Mà 4 spirit thì nó lại khỏe lắm nha. Bây giờ mà cây này mình lên 3 nè. Con cây 3 một cái thôi là nó trâu, mà đã về mà đánh nó còn bị hóa đá nữa thì ghê đấy. Tính ra thì cũng bá đạo đấy chứ. Để thử à, nếu mà đi wizard 4 spirit thì như thế nào. Trời ơi, water 2 sao rồi. Lướt thì thôi khỏi phải bàn. Water 2 sao lướt thì khỏi phải bàn tới cái việc mà đau. Đau thấu vào xương luôn các bạn, đau thấu vào xương luôn á, chứ không đùa đâu. Mà bây giờ thì 4 spirit thì có cái là nó không có hiệu ứng nhiều. Ngoại trừ nó sẽ có hiệu ứng hóa đá đối phương khi mà đối phương là đánh tay ngắn thôi. Nó sẽ tăng sức chống chịu lên cho team mình thôi, chứ còn mà hiệu ứng về sát thương thì không nhiều. Cho những cái bộ phòng thủ mà đi với lại ba wizard này thì nó hơi tệ. Nhưng mà kệ, test lần thử coi sao, biết đâu được nó lại khỏe đúng không? Biết đâu được, đời đâu biết trước. Ngày mai dù có ra sao làm sao biết được. Ôi da. Water này mình lên 3 tao quỷ diệt hết. Water này mình lên 3 mình giết hết bạn, mình giết hết, không có nói nhiều. Ok. Lướt nè, water lướt nè, xoẹt, đó, thấy mạnh chưa? Thấy mạnh chưa? Đâu phải giỡn bạn, lướt là nó có công năng đặc dị đàng hoàng, lướt cái rẹt nghĩa là lấy máu đối phương. Mà máu mạnh lắm nha, mình nói cái này là chưa có trừ kháng phép nha. Và cũng chưa có thêm một cái trang bị nào nhiều á. Nó mà có thêm trang bị, nó lướt một cái đó là thấm lắm luôn. Thấm lắm luôn, cho nên con water dạo này nhiều người sử dụng. Đánh giá là người nhiều người sử dụng thôi. Bớt lừa. Mẹ cho ba con shining asin không biết làm cái gì luôn. Tao đi cái gì đâu mà cho cái bộ đó. Lên 2 sao luôn em ơi. Ok, lên cây 3 luôn em ơi. Cây 3 luôn, đó, cây 3 rồi nha. Nếu mà cây 3 mà bây giờ mà đi 4 spirit thì như thế nào? Đây, cây 3, 4 spirit của anh em đây rồi. Giờ là cây mà giờ đánh vô cái con cây này khác nhau mà hóa đá chết cụ mày nè, assassin. Assassin thì xin lỗi, em không có vé. Assassin thì không có vé, hóa đá liền. Ôi ơi, thấy chưa? Level 7 thôi, có 4 spirit nha. Lúc trước mà anh em mà cầm làm sao có level 7 mà là có 4 spirit được, không có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó, tại vì phải có, bắt buộc là phải có Dark Spirit. Mà Dark Spirit là 5 tiền có khi anh em phải tới level 9 anh em mới có được. Anh em level 9 anh em mới có được, chứ không phải là sao mà có cái thời gian này được. Có cái thời gian này là hát chắc rồi, hát chắc rồi.
Có thời gian này là chỉ có 4 visa mới 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 có thể giải quyết được vấn đề này thôi. À, mà 4 sự đẹp thì bạn biết rồi, gây đam từ sát thương phép, từ thí dụ giống như bây giờ con water của mình có đồ đi thì nó lướt cũng mạnh, lướt cũng mạnh chút xíu nữa mình thích xài đắt hoặc là mình thích xài thunder mình xài thôi, đâu có ai dám nói gì mình bạn, đâu có ai dám nói gì mình. Ok đó, nhưng mà level 7 như vậy thấy ngon, level 7 thấy có như vậy là đép mấy mấy cái thằng mà đánh tay ngắn thì thôi vứt đi, vứt đi đó. Bộ visa này thấy không, bộ visa thì nói chung kết hợp bộ này nếu mà khúc khúc cuối anh em có đắt rồi thì nó cũng không tối ưu lắm, nhưng mà ngay tại lúc này thì cái bộ này nó sẽ rất mạnh. Ngay tại lúc này cái bộ này nó sẽ rất mạnh, tại sao nó cầm đồ trong người vậy mà hỏi không mạnh sao được anh em. Nó cầm 4 spirit trong người anh em, 4 spirit bây giờ đâu phải dễ kiếm, dễ kiếm ngay tại level 9 level 10 luôn cũng chưa chắc gì ra đắt được, cái phần trăm ra đắt cũng đâu có cao đâu, đâu có cao đâu, mà không ra đắt được thì chỉ có xài visa thôi, thà tốn slot nhưng mà nó lại có cái bộ ngon phòng thủ nó đỉnh đấy nha. Nhất là con cây, mình đặc biệt thích con cây là tại sao, bây giờ con cây nó đã trâu rồi, cây ba là bạn không giết nó được rồi, mà mấy con tay ngắn thì đụng vô nó thì coi như là xong luôn, nó hóa đá hết. Đó nó hóa đá hết ráo này, không có con nào đụng vô nó đâu, trừ những con tay dài thôi, trừ những con tay dài thôi. Cho nên dạo này meta mà người ta xài tay dài hơi nhiều đó, cho nên là bốn speed bắt đầu nó hơi giảm đi, gọi là cái sức hút thôi. Chứ hồi trước á nha, hồi trước 4 speed mà đi mà thể loại giống như là Venomancer mà hồi còn mạnh á, tối ưu nhất á, thì rồi 4 speed là bộ hot luôn, mà bộ hot luôn, ai nơi ấy cũng thèm rồi. Nhưng mà con sâu này bá đạo thiệt. Cái thằng đầu bảng này nó ghê vậy, 88 máu các bạn, nó không chừa cho mình chút đường sống nào. Mày muốn diệt tao đúng không, lên được 2 sao luôn, mua luôn bạn ơi. Ok, bơ sai cơ ở đây thì nó cũng không hay lắm, tại vì bơ này phải bơ hai, chứ bơ một thì không thành vấn đề. Nhưng mà đội hình này thì bạn phải đi tăng nó nhiều càng tốt. Tại sao, quái nó sồ vô nhiều thì tốt lắm, tại vì hóa đá mà trừ những con mà tay dài ra thôi, chứ không những cái con mà tay ngắn bên kia nó thấy bạn sồ lên nó sợ gần chết. Nó sợ gần chết, thiếu điện cũng té đái trong quần luôn á, thiếu điện cũng té đái trong quần luôn. Cho nên là đừng 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 có kiểu như là ngại ngùng gì hết, cứ có bộ nào mà kết hợp được bao visa thì bạn cứ đi thử thôi. Cái này mình test mà, đã chơi là phải test nên mới biết được chứ mạnh hay yếu đúng không. Bây giờ mình level 8 thôi, level 8 mà bài làm đặc biệt là nhà chó là chút xíu mình bán đó, tại vì chó nó không tối ưu. Chút xíu mình có thể thay Tsunami nè, bơm nè đó, những cái về cuối là dễ chơi, dễ cuối là chơi dễ chơi nhất là tại sao, có thể kết hợp 5 tiền. Nó rảnh tay nó có thể kết hợp 5 tiền, kết hợp 5 tiền rồi thì bạn mới thấy sức mạnh hết của bộ visa. Tại sao nó trống ô á, nó sẽ kết hợp được rất nhiều 5 tiền, mà biết 5 tiền sức mạnh nó đâu phải đơn giản. 5 tiền là sức mạnh không phải đơn giản rồi. Có thể là nó đang giỡn chút xíu thôi nhưng mà nó không đơn giản nha. Nó không hề đơn giản. Nè qua tờ lướt đi em, lướt nè. Trời ơi bạn thấy không? Bạn nói không có sát thương kỹ năng đi. Bộ này thì có sát thương kỹ năng hơi chất đấy, hơi chất đấy nha, đừng đùa. Water nữa, trời ơi, up chính thôi bạn ơi. Up chính thôi kiếm 5 tiền, up chính thôi kiếm 5 tiền, chơi với thằng đầu bảng bây giờ nó lên level 9 rồi và nó có 11 trận thắng liên tiếp, rất rõ ràng là nó xanh. Rất rõ ràng nhìn vô là biết nó xanh liền. Chứ không không ngờ không cần phải mình nói nữa, rất rõ ràng là nó xanh. Cho nên là bây giờ mình muốn chơi nó đi Insector, mà bạn biết Insector thì sao? Insector thì cũng có khá nhiều con đánh tay ngắn. Khá nhiều con đánh tay ngắn, mà đánh tay ngắn thì vô đây và đặc biệt Insector thì rất là sợ những cái sát thương diện rộng, tại vì nó có thể giết một lần rất nhiều con của bên nó, thì có thể giống như là bơm chẳng hạn nha, bơm hợp lý, bơm rất hợp lý. Còn nếu không là có thể không máy bay thì không được, máy bay thì không không có kết hợp visa được, nhưng mà có thể nếu có đắt thì cũng được, đắt mình có thể thay thế một con, hoặc là mình bỏ visa ra ngoài mình lấy ba đắt, mình vẫn có lấy đắt lấy ba birệt vẫn có thành 4 birệt được, rất nhiều bình thường, rất nhiều cách xử lý.
Berserker hơi yếu các bạn, Berserker hơi yếu nha, mình có vẻ như mình không không muốn xài Berserker giai đoạn này. Không có 4 Spirit nãy giờ đội hình mình thì cũng hơi căng, đội hình nó lẻ tẻ bạn, nó hơi lẻ tẻ, hơi lẻ tẻ. Cho nên là cũng hơi khó khăn, nhưng mà quái sợ nhất là quái. Tại sao? 4 Spirit mà bạn sợ quái là đúng rồi. Nhưng bạn 4 Spirit bạn sợ quái là cái chắc rồi. Tại nó không phải là sợ quái mà sợ quái tay ngắn, không sợ quái tay dài chứ nhầm. Sợ quái tay dài, tại vì quái tay dài là một cái gì đó cực hình. Hả? Hả? What the fuck? Thua kìa. Bạn coi hai con quái kìa. Cái điên gì vậy? Bạn thấy hai con quái không? Con nào con ấy còn nhiêu đây máu? 32 máu hả? Quái lờ. Cái gì vậy trời? Có cần như vậy không? Mày đâu có cần phải khó khăn với tao như vậy. Mày chơi bài gì vậy? What the fuck? Nó hồi chấm máu luôn á. Con nào con ấy chấm máu luôn á. Mà quyết định là nó không chết. Được được, ok bán, ok. Đây hai con này đưa vô thì sao? Nó có khả năng rút nhiều mana của đối phương hơn, và nó có khả năng hồi cho bốn con team mình, nếu mà nó không hồi trùng nữa nha. Nếu mà nó không hồi trùng thì nó có khả năng hồi bốn con, còn nó hồi trùng thì mình cũng không biết sao. Nhưng mà hai con này thì đương nhiên nó sẽ ngon hơn một con. Đương nhiên nó sẽ ngon hơn một con. Rồi thua luôn cái thằng đầu bảng này. Nó vẫn mạnh bạn ơi. Mình chưa có sát thương diệt rộng. Mình chưa có sát thương diệt rộng. Mình chỉ có hai con water lướt qua lướt lại thôi. Cho nên nó cũng không tối ưu lắm. Bây giờ mà tao có bơm là mày chết nè. Mình có bơm là nó chết cụ. Đây rồi, trời ơi. Cái gì vậy ta? Bạn thấy không? Mình với máy là bạn mà. Mình nói rồi, mình với nó là bạn. Chơi thân lắm. Thân thiết lâu năm. Thân thiết lâu năm. Cho nên là vô liền. Vô liền, vô nói con câu, nó cho ra bơm mà ngon, cho bơm luôn, không có nói nhiều. Mà bơm không có bơm một, cho bơm hai. Cỡ đó bạn. Bơm hai thì chấp thằng đầu bảng luôn. Bơm hai thì chấp thằng đầu bảng mày hai chiêu. Ra chiêu trước đi em. Nè, bơm nè. Lấy tiền. Một nổ thôi, không có nói nhiều. Ok. Không tính tiền. Một nổ duy nhất thôi. Trời ơi, cái này mà bơm RO thì mày chạy đâu con sâu. Cái này bơm RO thì mày chạy đâu. Cái này hay là mình cho thêm cái này cho cái này làm cái gì không hiểu, nhưng mà thôi kệ. Mình lấy cái RO nhưng mà chưa có gậy. Mình cho con water đi, nó lướt lẹ hơn. Tại con bơm á, con bơm nó không có hồi chiêu nhanh đi đâu. Có dù có giảm thêm hồi chiêu nó cũng không nhanh được. Nhưng mà con water mà bạn có cái đó thì nó lướt nhanh à. Lướt qua lướt lại được, chất ấy nha. Chất ấy. Đó, ok, cái thằng tiếng Trung Quốc thì không tính tiền rồi. Nè, đây đây đây. Gặp thằng đầu bảng nha. Gặp thằng đầu bảng nè, bơm 2. Nè, quỷ diệt nha. Quỷ diệt. Trời ơi, úi da. Vẫn còn nhiều con dữ nha, nhưng mà bơm hồi chiêu. Bơm hồi chiêu được, bơm hồi chiêu được, đừng chết đó. Bạn thấy nó được những cái con mà quy ra hồi chiêu không? Ok. Một sát thương diện rộng thôi, quỷ diệt luôn. Một sát thương diện rộng thôi, quỷ diệt mày luôn. Ok nào, cái đó là mình nói rồi. Mình tính hết rồi, mà mình tính hết rồi. Ôi trời, chơi luôn em ơi. Chơi luôn, ngại gì. Lên được 3 sao thì tốt. Lên được 3 sao lâu rồi, mình cũng chưa lên được con Thunder Spirit 3 sao. Lâu à, lâu à. Tại hồi đó đi make hay lên được, nhưng mà bây giờ thì ít lên. Bây giờ thì không biết, tại vì mình không có mua nhiều. Con God of Thunder này không xài được các bạn. God of Thunder nó không xài được, để vô kích God là mất đi 4 spirit của mình thì không hay. Không hay. Cho nên là không, con đó không xài được, cho nên là mình không lấy. Nhưng mà lấy nó cũng ghê, lấy cũng ghê. Ôi. Ôi ôi, bơm 2, thấy chưa? Thấy chưa bạn? Ôi xui vậy. Xui vậy, cái con đó mà nổ chết được. Quê. Quê. Ôi ôi, tưởng thua không chứ. Tưởng thua không chứ, ai giờ quê. Quê thì quê thôi bộ. Quê thì quê hả bộ, gì đâu, trứng luôn. Vãi lời vậy. Ở đâu ra dữ vậy ta. Trứng trát đồ tùm lum nè. Nãy bơm 2 là một cái trứng rồi. Dán bài định mệnh thiệt. Ôi ôi, cái này, con này đưa vô thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà thôi kệ, nếu mà nó đập được thì cũng tốt. Mình đang có những cái trang bị mà nó có thể sử dụng được. Nếu mà nó đập tay được cũng tốt. Đập tay được thì có thể đánh mấy con kia khác được.
mấy con mà giống như thằng đầu bảng đi. Đầu bảng thì nó đập tay nó cũng mạnh, nếu mà lên được 2 sao thì ngon ấy. Trời ơi, nhưng mà thua mẹ nó rồi. Thua mẹ nó quái luôn, không hiểu luôn. Quái tay dài là mình gần như không có miếng gọi là... Không có miếng gì mà gọi là luôn á ta, kỳ ta. Mình nghĩ đâu có yếu tới mức vậy ta. Mà sao quái nó mạnh dữ vậy? Hay là quái mạnh ta? Chứ mình 4 Spirit đúng là quái nó tay dài đi. Thì cũng nể nang chút xíu, thua thua nhẹ nhẹ chứ mẹ thua ba con vậy rồi. Mặt mũi để đâu em? Mặt mũi để đâu? Ôi ơi. Trời đây nè, Venom không lẽ lấy trứng úp luôn cho rồi. Đó, lấy trứng úp luôn. Bây giờ nè, gặp thằng đầu bảng đập luôn. Gặp thằng đầu bảng đập luôn, tại vì mình có sẵn búa lan rồi mà. Búa lan thì chuyên trị mấy cái thể loại mà đẻ đái này, chuyên trị. Mà mấy thằng đó đánh mình thì sống. Nổ nè, trời ơi. Nổ con bơm mẹ, quên con sâu mẹ chết rồi thì sao đây? Con sâu mẹ chết, sâu con làm sao sống đây? Làm sao sống đây? Và nên nhớ nha, sâu con chỉ kháng sát thương vật, sát thương phép thôi nha. Nhưng mà bơm nổ là sát thương vật lý nha. Xin lỗi với sâu chịu không nổi luôn á. Xin lỗi sâu chịu không nổi luôn á. Ôi máy bay, nhưng mà xin lỗi máy bay xài không được. Máy bay đưa vào là nó bị mất đi visa của mình. Nó mất đi cái bộ quý giá, bạn nghe cái bộ quý giá không? Nhưng mà bây giờ đây mình sẽ test cho bạn thêm thử. Đây nè không? Nó không được. Nó còn goblin luôn, nó còn goblin nhưng mà cái bộ cái máy bay á không được rồi, tại vì nó sẽ kích một cái bộ gọi là sniper, cái bộ mà đánh xa đó. Cái bộ đó để vô như vậy thì nó lại bị mất đi visa thì nó không kích được 6 mech. Mặc dù bạn có máy bay nha. Mà mech thì là visa xài không được rồi đó, mech là visa xài không được. Cái bộ mà kỹ thuật các bạn ra trái tim vàng á là visa là thua rồi đó. Visa không có kích được bộ đó. Bắt buộc bạn phải đi 6 con thôi. Bắt buộc phải đi 6 con và 2 visa thôi. Chứ 4 visa không có làm gì khác được hết. Mẹ vẫn thua thằng này ta. Sao kỳ vậy ta? Mình thắng thằng đầu bảng, mình thua thằng nhì bảng này là vấn đề gì ấy? Cái vấn đề gì nó xảy ra chỗ này bạn? Lên được 2 sao luôn, chịu luôn bồ. Phải bán đi Venomancer. Ôi ôi. Gì đi bồ, bán bớt con này đi để vô. Rồi. Con này sắp lên 3 sao rồi, lên 3 sao luôn cho nó đẹp bạn ơi, lên 3 sao luôn cho nó đẹp. Đúng rồi, nhưng mà chưa lên được, từ từ. Hôm qua lên rồi. Hôm qua lên rồi thì hôm nay lên nữa cũng vậy à. Cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu bạn. Có giải quyết được vấn đề đâu, nhưng mà bơm nổ nè. Chắc chắn Insector là không có chịu nổi bơm rồi. Nổ nè, đó bạn thấy không, mất máu chưa? Chắc chắn Insector là không thể nào ăn nổi bơm rồi. Ôi, không thể nào có chuyện đó được. Cái chuyện đó là cái chuyện phi lý. Nổ nè, nổ nè, đó. Insector là chắc chắn là đi rồi. Ôi, cái này, cái trượng này mà đưa vô cho bơm nữa thì bơm nó nổ cỡ nào. Tăng có 10% sát thương kỹ năng. Ôi trời. Một trứng dữ gì vào. Ôi, được luôn. Được luôn rồi, được luôn. Why not? Lên 3 sao luôn, tại sao không? Còn con Thunder Spirit nó mới ra, nó mới giữ nè. Thunder Spirit nó mới giữ nè. Thunder mà lên 3 sao nữa thì lại trống thêm một slot nữa, lại để thêm con sao Devoured vào, sao Devoured vào. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Insector làm sao chơi lại bơm. Cái này hên là mình không có đi xuyên đó nha. Mình đi xuyên nó còn nổ ác nữa. Nó còn nổ còn ghê nữa. Nó nổ còn gọi là mất đi nhân tính nữa. Nè, nổ nè. Nổ nè, trời ơi. Khổ chưa, bơm có 12.000 dam mà Tsunami lấy. Tsunami lấy, tại Tsunami cũng là một trong những con bạn có thể sử dụng những visa được. Tại vì nó có thể tăng khả năng khống chế. Và cái lượng khống chế của nó cũng phải là một trong những cái lượng khá là ổn đấy chứ. Ui, 30% sát thương kỹ năng. Thôi xong rồi bạn ơi. Một bơm bây giờ nổ có thể chết luôn. Chết hết đội hình luôn. Nghĩ sao một bơm mộ bơm hai thôi là đã thấy mạnh rồi, mà đã vậy còn có thêm cây gậy sét là một là tăng sát thương kỹ năng rồi, còn có thêm cây gậy trưởng pháp thuật này nữa là nó tăng thêm sát thương kỹ năng rất nhiều luôn. Tội nghiệp cho Insector quá, chỉ ra máy nó chỉ ra đúng một con bơm hai thôi là mình thấy Insector nó thua mẹ rồi. Thua rồi. Nhưng mà coi chừng thua quái nữa, coi chừng thua quái nữa. What the fuck, không hiểu kiểu gì luôn á, mình không hiểu kiểu gì luôn á.
cứ thua quái vậy hoài luôn á. Nãy giờ hai lần rồi nha, nãy giờ hai lần người ta thấy hơi quạo quạo rồi đó, à, thấy hơi quạo rồi đó, rồi thiếu một điểm kinh nghiệm, vãi vãi tèo, à, vãi tèo. Máy bay vô thì mất được không? Đưa máy bay vô là đã mất rồi, đưa máy bay vô là đã mất rồi, không có cần kết hợp bộ gì. Cho nên là mình nói máy bay là cái bộ mà Mac là không có xài được, à, hoặc là theo kiểu là như là bắt buộc là phải chịu các bạn, à, bộ Mac là bạn phải đi 6 con thôi. Nè bơm, nè bơm này có sát thương kỹ năng rồi nè, rồi để mình nè trái bơm nè nổ nè, sao mẹ sao con ra đường nè, 12.000 đam một trái nha, một trái bơm 12.000 đam nha bạn, đó bạn thấy nghĩ không? Sao sống nổi, sao sống nổi, chết liền chết liền, xoay. Ô cái này là mình thử test lại cho bạn nè, bây giờ mình đó như vậy thua nè, nhưng mà mình để con này vô thì nó thành ba goblin sao, à, ba goblin sao cũng chết, à, cũng chết nè, nó cũng không được luôn, này nó đâu có được ba goblin đâu, nhưng mà mech, nhưng mà dướng cái máy bay này phải không, dướng cái máy bay có cái con này, à, có cái con này, dở chua thấy không, mình nói rồi không có được là không được mà tính toán hết. Tính năng hết. Ô, chết mồ quên nữa, sao không lấy không úp lên ta, thôi kệ đi, lỡ lo lo chỉ với bạn quên mất cái vụ mà úp lên 3 sao thôi, nhưng mà 2 sao được rồi, hai con 2 sao nó úp được 4 con, hồi mana được đơn giản nhờ. Ok anh em đang xem đó là cho mình một like, một đăng ký, một share nữa mình, cảm ơn mọi người, nhớ comment bên dưới thì em sẽ được thả tim, chào mọi người. Take a body call. Take a body call. Take a body's high.